33 con lứa thịt, liên hệ năm trắng số điện thoại là 0357 694 242, vô 40m. Giờ xin chào quý khán giả nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người con đường vào nhà chú Năm bán cá ly thi á. Thì ở ngoài quốc lộ 1A mình chạy vô chỗ An Cư, đoạn An Cư thì mình qua chỗ chợ Cái Nứa. Thì mình chạy xíu một đoạn thì sẽ có một cái đường đan như thế này, để là đường huyện 71 nối dài á. Đó thì ở ngoài quả chạy vô tới đây là chỗ qua cầu Cái Nứa, rồi nó có chợ Cái Nứa. Thì mình sẽ chạy tới đây, tại nãy mình đi trong Thiên Hộ mình ra thì nó sẽ nằm bên đây. Đó thì mình sẽ đi qua vô là đường 2,5 tấn rưỡi là đường huyện 71 nối dài, thì mình sẽ chạy vào cung đường trong đây á. Đó thì mình sẽ quay giới thiệu đến mọi người, chỉ cho mọi người cách để vào nhà chú Năm mua cá ly thi. Thì chú Năm sẽ ở trong con đường này. Đó thì đường này là đường đan, đường đan nhựa, đường đan đó mọi người. Đó thì mọi người sẽ chạy dài dài qua đây, qua điểm đầu tiên là trường trung học cơ sở Hậu Thành nha, đường trung học cơ sở Hậu Thành. Tiếp theo mình sẽ đi dài dài qua đây, tại vì lâu lắm mà mình mới có dịp đi vào nhà chú Năm. Tại vì nhà chú Năm thì mình cũng ít có dịp đi, tại vì mình ở trên Hòa Khánh á. Đó thì sẵn tại hôm nay mình đi ngang công chuyện ngang, mình sẽ ghé mình quay clip cho mọi người xem. Đường vào nhà chú Năm lâu quá mình cũng không nhớ đoạn nào đó, mình sẽ cứ chạy dài dài mình quay thành thành cho mọi người xem ha. Đây qua chỗ tiệm trà sữa Thảo Thảo rồi nha. Đó trường tiểu học Hậu Thành. Đây. Yeah. Đây là trạm y tế hả? Trạm y tế, đi tiếp tục. Mình nhớ là có cái bảng mà chú Năm trắng gì cá ly thi ba ba. Mình không nhớ là đoạn nào nữa, nhưng mà mình cứ chạy dài dài thôi. Mấy bạn học sinh đây quá nhiều quá không? Đây hình như có cái chùa đó kìa. Chùa Phước Long. Vậy là qua chùa Phước Long nha mọi người. Chùa Phước Long là qua từ ngoài quốc lộ 1A mình đi vô chỗ an cư qua chợ Cái Nứa. Chạy Cái Nứa một xíu mình sẽ có cái đường đan, mà đường nãy là đường huyện 71 nó dài gì đó, sẽ chạy dài dài nữa. Đây nè, mình nhớ là có nhà của chú Năm là có cái cầu qua sông á, mình không biết đoạn nào, chắc chợ Hạnh Phúc nữa. Đây hình như là bên phía bên tay trái mình đó đó, lúc trước mình có đi một lần. Để mình chạy tàn tàn á. Trà My sữa này không phải này rồi. Đang tìm nhà chú Năm. Ồ, đoạn này tao bán ha. Bán áo quán ấy quá trời luôn đó. Bánh kem sữa tươi Thiên Hương. Giảm tốc độ không? À đây nè, đây nè. Đây là con đường vào nhà chú Năm ha. Điểm bán 33 con lứa thịt, liên hệ năm trắng số điện thoại là 0357 694 242, vô 40m. Là đi qua cái con rạch này. Chạy tạm tạm vô, tại mình chạy có một tay nè. Nên mình bò vô trong cái đường vô nhà chú Năm. Ủa sao bữa nay thấy lạ quá ta? Sao cái đường vô nhà chú Năm cái này nó hơi nhỏ mọi người. Hơi khó đi một xíu. Thôi mình sẽ chạy vô nhà. À, cuối cùng là mình đi vô cái nhà chú Năm nè. Ở đây bán ba. Tới nhà chú Năm rồi.